Tân Cày, xin chào tất cả anh em. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp tục câu đấu nối bốc trung gian trên các ống điện âm thanh. Ở đây anh em chúng tôi đấu nối thô sơ nhé. Đây, như mọi người thấy, tất cả các dây điện của anh em chúng tôi đều có mắc kinh như clip trước tôi đã đăng lên. Đây, đây có mắc kinh đánh dấu như thế này. Tôi quay gần hơn đây anh em nhìn thấy nào. Đây, ví dụ như dây này này cũng có một con số, nhưng mà không thể nhìn rõ được là số như thế nào. Chỗ các anh em đầu nối đây thì chắc chắn là kêu nhôm. Các anh em đầu nối đây là chắc chắn là sẽ biết để đấu để làm sao về trong này là không có thể chập cháy được. Về cái khâu này ấy, là dây đóng rất nhiều như mọi người thấy rất nhiều. Như cái phần như này là anh em mình thấy là có một anh em là đã có cái nghề trong một thời gian đây, như mọi người thấy cách tước dây của anh em tạo của chúng tôi đấy. Nhìn dễ lắm đấy, nhưng mà mọi người thì chưa từng làm thì cứ thử kiểu gì cũng cắt đứt hết dây đồng của chúng tôi đi. Dụng cụ đồ đạc thì cũng đơn giản và thô sơ, cũng không phức tạp cầu kỳ lắm. Còn một bên đây là cầu nối như thế này ấy, thì là thường thường là cần lên 1 đến 2 người để một người thì có chuyên tâm vào việc nối nối, một người thì có chuyên tâm vào việc chuẩn bị tách các gai nổ hay là tách đầu dây ra nối nối, hay là có một cái gì đấy để nối nối công việc nó được hoàn thành nhanh hơn. Thì như khâu nối nối như các bạn thấy đây ấy, thì chúng tôi sẽ lần lượt từng bước đó. Như trên đây là chúng tôi là dọn cho cái mối dây nó được khóa gọn gàng, cắt một chữ nó cắt cái đầu dây mà đã được mắc kinh có thể đấu nối vào với nhau rồi đứt dây và đấu nối lại cuốn băng keo. Đấy, nó là đơn giản thôi. Thì như ở khâu đấu nối này của anh em tôi thường thường ở một số dự án cơ cầu cao ấy, thì anh em chúng tôi phải sử dụng đến tìm các cốt và các cầu kết nối. Nhưng bên dự án này thì anh em chúng tôi được phép là đấu nối thô sơ, đấu nối phụ trong cuộn băng keo để làm sao mà các cái đầu dây không chậm. Đây, đây là các đầu dây đứng mắc kinh. Tôi đứng ở đây nó hơi vướng như này. Cái này là DH1. DH1 thì như ở đây anh em ngầm hiểu với nhau là điều hòa ở vị trí số 1. Có thể là điều hòa về phòng số 1. Nguồn đầu cắm này anh em đã đấu xong. Đây là bốc này là bốc tổ hợp của nguồn khí sử kỹ thuật ra để chuyên nhắn cho điều hòa. Dây dọa sau khi được đầu nối thì sẽ được cắt gọn lại, cắt gọn đơn giản lại. Về các khu vực bốc trung gian này thì đầu dây nó sẽ ít hơn, nhưng mà chuẩn bị rồi đến khâu đấu cục thì tôi sẽ chia sẻ một clip cho anh em về đấu cục, thì dây nó sẽ nhiều hơn bởi vì là tập trung của toàn bộ một khu vực sảnh và các phòng sẽ tập trung hết về, mà nó còn kiêm với tất cả các hệ nữa. Cách đấu nối như thế này để như thế nào để cho nó đảm bảo được thì cái trước kia là cái việc tước dây, quan trọng là cái phần tước dây của anh em. Tước dây của anh em là không
mình cắt là trước thời gian là không được mạnh tay vào để tránh trường hợp là cái lõi đồng của mình bị đứt đi và nó mất là những cái thiết kiệm. Và như ở đây là anh em tôi này là được bên chỗ chủ tư làm được về với các bạn để lại dây điện, là cái dây điện nhiều sợi nó rất là mềm. Nên nếu như là chúng tôi để đảm bảo được cái việc đấy này thì anh em tôi có thể là nấu vo tay và không cần phải sử dụng đến kìm siết, chỉ vo tay ngon hơn để thực hiện được xong một cái bốc đồ nấu như thế này. Thì một anh em thợ của chúng tôi là có thể là mất một khoảng thời gian nhất định, có thể là cũng mất tầm một tiếng hoặc hơn một tiếng để đấu nối. Nói trong cách cụm hai bốc điện này, thì bên cái khâu đấu nối này chúng tôi không yêu cầu là nhanh, chúng tôi cần yêu cầu là phải chuẩn xác, nhất là các vị trí đầu nối mắc kinh để tránh trường hợp sau này test điện ấy, thì là dây ông nọ cắm vào cầm dây bà kia, làm như thế thì sẽ rất là mất uy tín cho công việc của anh em mình thôi. Và điều hiển nhiên nữa là chống chạm chập cháy nổ. Có thể là anh em chúng tôi đấu đúng theo lộ, theo line, theo những gì mà đã đánh dấu, nhưng mà chỉ cần là ẩu nhanh một chút thôi là sẽ rơi vào tình trạng là làm hở các cái mối cuốn băng keo và các cái đầu dây đồng có thể xỏ ra và chạm chập vào những cái dây điện bên cạnh, có thể gây ra chạm chập cháy nổ. Thì những cái điều này là điều không mong muốn ở bên chỗ công việc của anh em chúng tôi. Thì mỗi khi xông điện là những lần mà anh em chúng tôi phải đặt tin tưởng vào những tay nghề của anh em thợ chuyên về đấu nối. Các đầu dây được anh ấy bo rất là cẩn thận. Cũng như theo như hiện tại bây giờ ấy là chúng tôi là đấu nối là đang là hiện tại là đấu các cái điểm đầu dây lại với nhau đúng lai động. Xong là sau khi mà đầu nối xong các lai anh em chúng tôi sẽ phân ra thành một cụm như cụm dây nóng, dây lửa đấy ạ, anh em chúng tôi gọi dây lửa đấy ạ, từ dây nguội và dây mát đấy ạ, và dây tiếp điện. Là chúng tôi sẽ phân riêng các tư ra để tránh trường hợp mà xảy ra một sự cố như thế nào đấy thì là nó sẽ xảy ra chạm chập. Video này để quay cho mọi người thì cũng khá lâu nên là tôi sẽ quay một chút để cho anh em bên chỗ anh em chúng tôi làm trong các cái khâu đấu dây đơn giản như thế nào và nó sẽ có những quy tắc nhất định. Nhưng mà ngoài ra thì tùy theo yêu cầu của bên chỗ nhà đầu tư chúng tôi sẽ thi công theo những cái mức quy định sơ khai, hoặc là quan trọng là yêu cầu cao nhất có thể, nên chúng tôi đều có thể thi công được. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.